Rồi thì hôm nay mình nói về cái lo kéo đôi dưới quê bán dạo thôi mình ha. Thì cái lo này ở dưới quê bán dạo, những cái người mà chị xe bán dạo tới nhà, người bán trả góp hay là bán khuyến mãi cái gì đó, thì hôm nay mình làm clip để cảnh tỉnh mọi người ha. Thì cái lo này thì linh kiện nó cũng không có gì mà ghê gớm đâu, nó bình thường, rất là bình thường, dở cực kỳ, mà nó bán là mười mấy triệu mọi người. Người ta trả giá 8-9 triệu nó vẫn bán à, mười mấy triệu mà trả giá 8 triệu là mua liền, nhưng mà 8 triệu là vẫn dính xương nha. Để mình cho các bạn xem nè, cái một cái lò mình đang sửa ha. Trước tiên là cái mạch đi ha. Đây, cái mạch này là cái mạch ngày xưa thường gọi là gì ta, T20 à, 200W. Đây, mình xem ha. Cái mạch này thì cũng tạm được đi, cũng ok đi à, nhưng mà bán 8 triệu là mắc nha. Mạch này rồi ok đi ha. Rồi mình cho mọi người xem cái bát nè. Đây, đây là nguyên cái thùng của nó, 40 đôi. Và cái bát của nó nè, thấy ghét không? Từ một tấc thôi, này cũng như nè. Và chép thì nó sử dụng là chép 250 nha, chép 250. Và bên trong thì nó ra chạm lo, chạm gì ghê gớm lắm mọi người coi nè. Đó, nó ra thêm cái chạm lo ở ngoài đó, thấy không? Rồi dây nè, thấy ghét không? Chút ép nè, dây có thấy ghét không? Cái bình nè, cái bình 12A. Bình 12A ha. Cái lo cỡ này mà đi tải bình 12A rồi hát đâu có được lâu đâu mọi người. 12A là bình nè. Đấy. Bên trong của nó thì cái vỏ thì nó cũng như người ta thôi, nó cũng như mấy cái lo hàng thị trường 5-6 triệu, 60 triệu gì thôi, nhưng mà nó dở ở chỗ là cái bát, cái chép với cái mạch nè, còn cái mic nữa nè, các bạn xem mic nè, mic thấy ghét luôn nè. Đó. Cái mic này là thị trường nó bán chừng có 250 một cặp thôi mọi người, rất là dở. Cái mic này là có khi nó bị mất sóng nữa nè. Đấy, mọi người cùng xem nè. Mic nè, cầm nhẹ như lá lúa vậy đó. Rồi xong cái bo mic nè. Đó, mọi người nhìn thấy cái bo mic không? Thấy ghét không? Nó bán 8-9 triệu à, 8-9 triệu bán như quê. Thì những cụ già rồi đó, những cụ già ở dưới quê thì thấy giá này thì ok đi mua à. Thì mình không nói quê nào nha, thì các bạn tự biết. Dưới quê thì tỉnh nào cũng vậy, cũng có hết đó, cũng có những cái thành phần như thế này ha. Bán tới nhà và trả góp một ngày 10.000, và một tháng nó thu một lần, một tháng nó thu 300.000 à. Và tiền lãi, tiền gì trong đó thì nó có khi nó là 0%. Nhưng mà các bạn biết không, những cái lo này nè, những cái lo này thợ ráp nó chỉ khoảng tầm không tới 4 triệu mọi người. Nó khoảng chừng 4 triệu đổ lại thôi. Đó. Mít này, mạch này, bát đó là nó khoảng chừng 4 triệu thôi, là thợ đã lời chúng nó mấy trăm ngàn rồi. Cái vỏ thùng này á, được cái vỏ thùng thì vỏ thùng này người ta bán cái vỏ không là tầm 1 triệu mấy. Đó, và cái bát nó chỉ là cái bát nó khoảng từng 300 ngàn một cặp thôi, bát đó. Còn cái mạch này nếu như mà nó ráp số lượng á, mạch này nó ráp số lượng là khoảng chừng 1 triệu thôi là cao rồi. Cái mạch này có lúc mình ráp số lượng xưởng lấy được có tầm 900 ngàn thôi mọi người, 900 ngàn một cái mạch này đó. Và cái mic này nó khoảng chừng 200 ngàn thôi, rất là rẻ. Và bình nó cũng rẻ nữa. Đó, cho nên là rác chi phí khoảng chừng 4 triệu nó bán ra là lại mấy trăm ngàn rồi giá thợ. Còn nếu như mà nó bán cho mọi người, bán cho những cụ già dưới quê á, mà cụ già nào mà không có gành gì lo nữa mà thấy nó nói là lo mới 16 triệu giảm giá còn 8 triệu là lụm liền 50%. Còn người già thấy vậy là lụm liền, nhưng mà đâu có biết chất lượng như thế nào đâu. Cho nên là hôm nay mình cảnh tỉnh những các bạn nào mà cụ già ở nhà, có cụ già muốn mua lo đó thì kiếm những nơi uy tín mà mua ha. Cái mặt thầy thì mình ok đi, mặt thầy hát ok. Còn cái mic là quá dở nha. Và cái lo nữa, cái lo này thấy ghét luôn mọi người. Còn nếu như cái mặt này đúng á, đúng của nó á, thì nó sẽ hát bass 40 tone 51 đó là ok nha. Còn mic này á, mic này nếu như mà cái mặt này hát đúng của nó thì mic một cặp nó cũng khoảng từng 500 ngàn một cặp mic thì nó hát ok được nha. Còn mic này hát thì cực dở, 500 ngàn một cặp đó, hát mới ngon. Còn chép á, thì chép người ta xài chép 350 hết rồi, còn này xài chép 250 là tiếc, nó rất là chát đó, nó không có hay. Và những cái hàng này chỉ có hàng Việt Nam ráp thôi chứ không có hàng Trung Quốc, Trung Quốc nó không có chơi những thế này đó. Còn những cái chép mà 250 Trung Quốc á, nó hát rất là hay mọi người. Còn nếu như mà 250 mà hàng nhập về Trung Quốc hay là hàng Việt Nam ráp á,
Còn hàng Việt Nam á, Việt Nam nó ráp 250, nghe tiếng rất là chát, nó không có được như 350 nha. Rồi thì video của này á, đây, thì video của này mình xin kết thúc nha. Lời cuối cùng là mình xin cảnh tỉnh tới những cái bạn nào nhà có cụ già thì mua lo thì ngăn cản nha, kiếm chỗ uy tín mua và kiếm thợ ráp cũng được nữa, thợ ráp cho nào uy tín á. Còn nếu như mà hàng trôi nổi thị trường hay là hàng quảng cáo tới nhà thì mình nên hạn chế nha. Mình không bao gồm tất cả nhưng mà đa số là bán giá cao. Còn nếu như mà chất lượng như thế này thì tầm 4 triệu thôi. Còn mà mua 8 triệu, 10 triệu là tầm cái quốc rồi. Cái thùng này mình nghe nói là mua 10 triệu á mọi người. Mua 10 triệu hàng quảng cáo tới nhà. Rồi. Ok ha. Rồi thì hôm nay mình nói về cái loa